Hồ Ngọc Hà, Kim Lý trốn con sang Hồng Kông hẹn hò, chỉ một hành động lộ chuyện có tin vui. Trong chuyến sang Hồng Kông dự cưới, Kim Lý đã làm dấy lên nghi vấn Hồ Ngọc Hà mang thai lần nữa qua một hành động. Nhiều ý kiến cho rằng cặp đôi đang ngầm thông báo tin vui đến khán giả. Ngày 2 tháng 12 vừa qua, Kim Lý khiến cư dân mạng dần dần khi đăng tải khoảnh khắc tình tứ cạnh bà xã Hồ Ngọc Hà kèm dòng trạng thái đám cưới ở Hồng Kông. Trong ảnh, cặp đôi cùng diện trang phục tông màu đen sang trọng, nữ ca sĩ khoác lên người bộ cánh sang trọng, quay visual mẹ ba con đỉnh chóp. Trong khi đó, nam diễn viên xuất hiện bảnh bao với bộ siêu lịch lãm. Đáng chú ý, cư dân mạng đã nhanh chóng soi ra chi tiết đặc biệt trong bức hình, đó chính là Kim Lý đã đặt bàn tay lên bụng của bà xã. Chi tiết này lập tức khiến nhiều người xôn xao và cho rằng cặp đôi đang ngầm thông báo tin vui bằng hành động. Tuy nhiên, số khác lại bày tỏ quan điểm đây chỉ là cách tạo dáng khi chụp hình thông thường mà thôi. Cũng dịp này, vợ chồng Hồ Ngọc Hà tranh thủ thời gian trốn con để hẹn hò lãng mạn ở nhà hàng sang trọng. Bà xã Kim Lý chia sẻ một số khoảnh khắc dùng bữa tại Lai Ching Hen, một trong những nhà hàng Trung Hoa tốt nhất thế giới, đạt 2 sao Michelin trong 14 năm liền. Nằm trong khách sạn Regent Hồng Kông, sang trọng, ngay phía trước đại lộ ngôi sao và view thẳng ra vịnh Victoria. Tại đây, một trong những món ăn gây ấn tượng với Hồ Ngọc Hà Kim Lý là thịt bò Wagyu, xào nấm mối và tỏi. Đây là món ăn thể hiện kỹ thuật tinh tế của đầu bếp Trung Hoa với kỹ năng xào bốc khói, wok fry. Thịt bò Wagyu đậm đà, thơm ngon, mềm như tan chảy trong miệng, ăn kèm chút tỏi thoăn lát, chiên giòn rụm, kích thích vị giác. Sau khi dùng bữa tối, cặp vợ chồng tiếp tục thưởng thức set bánh trà ở The Lovely Lounge cũng nằm trong khách sạn. Dẫu vậy, trà chiều mới là điểm nhấn của nhà hàng này. Hà Hồ đăng ảnh set trà và bánh ngọt được bày biện cầu kỳ trước khi ăn tối. Hồ Ngọc Hà, Kim Lý gặp gỡ khi hợp tác trong MV Cả Một Trời Thương Nhớ phát hành năm 2017. Đến tháng 11 cùng năm, nữ hoàng giải trí chính thức công khai mối quan hệ tình cảm bằng bức ảnh hôn má nam diễn viên. Kể từ đó, cặp đôi không ngại dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào trước đám đông. Trước đó, khi được hỏi về lý do yêu giọng ca 8X, Kim Lý cho biết cô ấy luôn hướng về gia đình. Bạn sẽ không nghĩ rằng một người phụ nữ bận rộn như Hà có thể trở về nhà chăm sóc con cái và cả ba mẹ chồng. Nhưng cô ấy có thể làm tốt tất cả. Thật sự cô ấy rất quan tâm đến gia đình và dành nhiều sự tôn trọng cho họ. Theo Kim Lý, từ lúc yêu đến lúc sống chung dưới một mái nhà, bản thân luôn tin tưởng Hồ Ngọc Hà tuyệt đối. Nam diễn viên sinh năm 1983 cũng không ghen tuông vì hiểu tình huống, tính chất công việc mà bà xã đang theo đuổi. Về chuyện tổ chức đám cưới, Hồ Ngọc Hà từng lên tiếng chia sẻ rằng: "Tôi chắc chắn không thích làm đám cưới, tôi không dám nói rằng những chuyện quá trọn vẹn sẽ dễ gặp chuyện gì đó xảy ra. Tuy nhiên sang năm, tôi và anh Lý bước sang năm thứ 7 gắn bó. Tôi từng đọc một cuốn sách nói rằng cứ mỗi giai đoạn 7 năm của các cặp đôi sẽ là một sự biến chuyển. Gắn bó được 7 năm đầu tiên đã là thành công lớn rồi, nên có thể đám cưới không diễn ra, nhưng một kỷ niệm đẹp tưng bừng không kém gì đám cưới sẽ diễn ra." Hồ Ngọc Hà cũng cho biết thêm, dù ghi nhận sự hối thúc của gia đình và của cả Kim Lý, nhưng đến nay cô vẫn chưa quyết định được có nên tổ chức một đám cưới hay không. Nếu sau này Lisa và Leon đề nghị ba mẹ làm đám cưới, đó là lúc tôi sẽ tổ chức đám cưới cùng với chồng mình, Kim Lý, giọng ca cô đơn trên sofa nói.